Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Dạo thời gian gần đây thì cửa hàng chúng em cũng một thời gian dài rồi thì cửa hàng chúng em không có lên một lô cưa xích nào để cho các bác đang theo dõi kênh của em có thể tuyển lựa. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên được tuyển lựa được 13 cây cưa xích các bác nhé. Đầy đủ các thương hiệu như Husqvarna, Estin, Echo, Ryobi, rất là nhiều hệ luôn cho các bác nào mà đang theo dõi kênh của em mà muốn nhiều sự lựa chọn nhất thì có thể tham khảo thử lô này xem là có ưng ý không các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em tuyển chọn là tổng cộng cùng 13 cây. Đó, cây nào cũng cực kỳ xuất sắc luôn. 10 cây đẹp như cả 10. Đó. Cực kỳ chất lượng luôn các bác nhé. Quay tổng thể qua cho các bác xem qua. Quá là xuất sắc luôn các bác nhé. Hôm nay thì rất nhiều hệ đánh dấu. Hôm nay cửa hàng chúng em có đánh dấu là lô Q các bác nhé. Mã của nó là mã Q. Đó, đánh dấu thì ký tự từ Q1 cho tới Q13. Các bác nào mà đang theo dõi video này thấy ưng ý vừa mắt mình con nào nhất thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Số điện thoại của em thì đã để trên màn hình rồi nhá, và số đó thì có xài cả Zalo luôn. Đấy, nên là các bác nào có sử dụng Zalo hoặc là thì kết bạn qua Zalo cho em thì em sẽ chỉ cần để lại cho em địa chỉ, số điện thoại thì cũng như là tên, thì các bác chốt con nào trên lô này thì em sẽ gửi trực tiếp con đó cho tới tận nhà cho các bác luôn. Đó, cửa hàng chúng em là miễn phí ship toàn quốc và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhá. Đó, và giá của bên em là hoàn toàn miễn phí ship cho các bác luôn rồi, nên là các bác không cần phải thanh toán thêm bất kỳ chi phí phát sinh gì cả các bác nhé. Và giá của bên em thì đã đánh dấu theo từng máy rồi. Đó, mã con Q1. Đó, giá 3,4 triệu. Đó, đánh dấu đây. Các bác tham khảo hết các bác nhé. Đó, đánh dấu công khai hết từng con máy một. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em đang có hai dòng, một là Estin và Humana, thì em sẽ để hàng bên dưới các bác nhé. Đó, hãng bên dưới thì nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu đổ lên. Đó, tùy theo máy. Hôm nay có cả máy khai thác cho các bác luôn nhá. Cả máy khai thác luôn. Nên là các bác nào mà đang cần hệ khai thác thì tham khảo thử xem các bác nhá. Và bên em cửa hàng lô hôm nay là có cả khai thác này, có cả sử dụng tầm trung, đến có cả cưa gia đình có hết các bác nhá. Đó, khai thác có, khai thác nhẹ nhàng có, sử dụng gia đình có. Đó, giá thì rất là nhiều giá khác nhau, tầm phân khúc tầm khoảng hơn 3 triệu có, dưới 3 triệu có, và tầm khoảng 2 triệu cũng có các bác nhá. Đó, để làm đỡ làm mất thời gian của các bác thì hôm nay thì cửa hàng chúng em sẽ cuối video thì sẽ có test nổ từng cây một cũng như là giới thiệu chi tiết sản phẩm, để cho các bác nào mà đang cần những dòng máy cưa xích hệ gia đình thì có thể liên hệ qua cho em để đặt hàng ngay. Đó, địa chỉ cửa hàng chúng em là thôn 8, xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, cửa hàng tại Đắk Nông các bác nhá, Tuy Đức, Đắk Nông. Các bác nào mà ở gần chúng em thì cần xem máy trực tiếp thì có thể đến tại cửa hàng để xem luôn các bác nhá. Máy cửa hàng chúng em được cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, hàng chuẩn chính hãng luôn, đều là dòng nhập chính hãng từ bên Nhật về các bác nhá. Một đời chủ tại bên Nhật. Đó, chưa hề có người dùng nào tại Việt Nam sử dụng. Đó, cam kết cho bác luôn, máy móc thì nguyên zin nguyên bản, chưa bung chạm máy móc gì cả. Đấy, vâng. Và con đầu tiên là một con cưa xích tin mới S200 Q1. Đó, con này thì nòng 40mm các bác nhá. Đó, nòng 40mm. Con này thì giá 3,4 triệu. Hệ Estin, máy nổ nòng nằm các bác nhá. Con này là nòng nằm. Hệ Estin mới S200 thì có lẽ là cực kỳ nổi tiếng nhá. Con này vòng tua của nó rất là khỏe các bác nhá. Có hệ Estin thì tiếng nổ của máy thì con nào cũng vậy, cực kỳ thoáng máy luôn. Đó, tiếp tục là con Husqvarna. Husqvarna 141, máy móc như sưu tầm luôn các bác nhá. Cực kỳ chất lượng, con này là chuẩn Thụy Điển. Đó, con này được công suất này 40,2cc các bác nhá. Làm tròn đến 41cc, giá 3,5 triệu các bác nhá. Máy móc cực kỳ chất lượng luôn, dày giật này các bác nhìn mới sáng keng sa beng luôn này. Cực kỳ xuất sắc. Đó. Tình trạng máy đây. Quay làm cây làm các bác nhìn thấy có xuất sắc không ạ? Rồi, tiếp theo là một con Estin 024.
Con này là 42cc các bác nhá. 42cc máy móc cũng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Smart 6 thì còn to bản nguyên. Cực kỳ đẹp. Hệ này là Made in Germany, dòng bãi Đức. Đó, 42cc. Cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Đó, con này thì giá 5,3 triệu các bác nhá, miễn phí ship. Và tiếp theo là một con Husqvarna 236, công suất 38cc, có tích hợp luôn chụp giật trợ lực, núm bơm xăng phụ, e gió tự động. Đó, con này thì em đã lên cho các bác luôn một cây lam Latin rồi, giá 3,6 triệu các bác nhá. Đó, Husqvarna 236, 38cc. Và tiếp theo là một con Estin 193C, con này có chụp giật trợ lực. Đó, nòng 38 ly. Giá 3,2 triệu, máy móc tình trạng thì cũng quá là ok luôn các bác nhá, như sưu tầm luôn, cực kỳ đẹp. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên một lô này là 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá. Các bác không phải lan tan gì cả. Đó. Rồi, đây là con cừa, một con cừa khai thác cho các bác, khai thác chuyên nghiệp các bác nhá. Estin 028 AV Super. Công suất của nó là 52cc các bác nhá. Đó, cực kỳ to khỏe cho các bác nào mà sử dụng về khai thác. Giá 6,5 triệu, miễn phí ship cho các bác. Hệ Estin 028 AV Super. Con này là dòng bãi Đức, nguyên zin nguyên bản nhá. Rồi, tiếp đến là một con Q7 Estin 024 tiếp. Đó, máy móc thì tình trạng cũng cực kỳ ngon lành nhá. Quá là xuất sắc luôn. Máy móc nguyên zin nguyên bản. Đó. À, em sẽ báo cho các bác tình hình con này. Con này là đã bị nứt mất một cái phần áo, tí áo ở đây. Nhưng mà em đã cho lính gắn keo cũng như là hàn lại rồi, cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Đó, nó bị mỗi phần tí ở đây thì cũng báo cáo cho các bác luôn. Thì các bác nào mà giá thì em để cực kỳ xả luôn nhá, giá 5 triệu đồng. Cho các bác nào mà nhanh gọn lẹ. Nó chỉ bị mỗi cái phần áo vỏ này, nó vỏ nó bị nứt một tí xíu thôi, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đến sử dụng của máy nhá các bác nhá. Cái này nói chung là về thẩm mỹ thì nó hơi xấu một tí xíu thôi. Đó, Q7 giá 5 triệu đồng. Tiếp tục con Q8 là một Ryobi. Tình trạng máy móc thì cực kỳ xuất sắc, như thiếu thùng luôn các bác nhá. Quá là ok luôn các bác nhá. Giá 3 triệu đồng các bác nhá. Con này thì công suất của nó là 30, để em xem lại xem là có, nó có ghi thông số ở đây không ạ. À đây, công suất của nó là 35cc các bác nhá. 35cc. Rồi, tiếp đến là một con cưa Echo Curit V3201. Đó, con này nòng cũng 38 ly. Giá 2,8 triệu các bác nhá. Rồi, kế đến là một con Q10. Q10 các bác nhá. Q10 cũng một con Echo Curit. Hãng cực kỳ nổi tiếng rồi. Tình trạng máy móc thì quá là xuất sắc các bác nhá. Con này thì em cũng chưa có rõ là cc nó là bao nhiêu phân khúc nữa, nó rơi vào tầm khoảng 30 mấy cc đó, 35-36 cc. Giá 2,9 triệu các bác nhá. Và một con cưa gia đình đây, cho các bác nào mà sử dụng ít thì lựa chọn một con này. Con này cũng hiệu Echo Curit luôn các bác nhá. Em giá 1,8 triệu thôi. Công suất của nó là 30 cc. Tiếp đến là một con Echo Grand. Đó, GC35A, giá 2,8 triệu các bác nhá. Con này thì công suất nó là 35cc. Đó. Vâng, cuối cùng là một con cưa xích Ryobi. Con này thì có tích hợp luôn, đó, nhún giảm sóc của nó thì cực kỳ nổ êm các bác nhá. Nhìn này, khi mà mình nổ về thì trước cái máy này chỉ có mỗi cái phần cục máy nó sẽ rung thôi các bác nhá. Còn phần tay nắm này cũng như là phần bóp ga không hề có tiếng rung luôn các bác nhá. Đó, tích hợp luôn chụp giật trợ lực. Giá con này của nó là 2,5 triệu. Đó, công suất của con này là 34cc. Đây, và vừa rồi thì em đã quay tổng thể con một lô máy rồi. Thì các bác nào mà ưng ý vừa mắt mình con nào nhất thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em rất là nhiều máy đẹp, cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá. Cực kỳ xuất sắc. Đó, làm xích là nguyên zin theo máy hết từ A tới Z. Nguyên bản các bác nhá, quá là chất lượng luôn.
hôm nay lên 13 cây. Cây nào cũng cực kỳ đẹp, đẹp như hoa hậu luôn các bác nhá. Đó, vừa rồi rất nhiều các bác mà hỏi em là tại sao mà một thời gian vừa rồi thì ít lên lô. Thì nói thật là cửa hàng chúng em cũng đang rất là bận, nên là cũng không có thời gian mà để một quay một cái lô máy. Thì các bác nào mà đang theo dõi kênh của em thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên một lô luôn. Các bác nào mà đang theo dõi kênh của em mà đang cần tìm cho mình những dòng cưa mà phân khúc nào thì xem thử video này, ưng ý con nào thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Một lô máy cực kỳ xuất sắc luôn. Phân khúc nào gia đình cũng có này, phân khúc sử dụng mà tầm trung, khai thác tầm trung cũng có, khai thác chuyên nghiệp cũng có, mà khai thác to cũng có luôn các bác nhá. Lên cưa cực kỳ hấp dẫn. Quá là ok này các bạn. Rồi thì để làm đỡ mà làm mất thời gian của các bác thì sau đây là qua phần test nổ, thì em sẽ test nổ từng cây một cho các bác nghe tham khảo. Đó, xem là các bác nào mà ưng ý nhất cho mình để lựa chọn cho nó đảm bảo nhất các bác nhá. Dạ rồi, cây đầu tiên là một là cây Estin MS200 các bác nhá. Đó. Vâng, cửa hàng hôm nay thì chúng em đã sắm một cái thước và một cái cân để cân luôn cái máy trực tiếp cho các bác nào mà đang tìm hiểu về cân nặng của máy, cũng như là em sẽ đo về cây lam các bác nhá. Đó, đây, đầu tiên là sẽ đo luôn từng cây một cho các bác tham khảo qua. Đấy, cây đầu tiên là em sẽ đo từ cái phần mặt cắt của nó nhá. Hiện tại mặt cắt của con này là đó, lam của nó chắc là, vâng, lam 40 phân, mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Đó, lam con này là mặt cắt của nó là 35 phân. Còn chiều dài của cây lam là 40 phân các bác nhá. Là lam 4 tấc. Cân nặng của nó đây. Đó, tất cả tổng thể này, cả lam xích này các bác. Cả lam xích là gần 5 kg các bác nhá, gần 5 kg. Là cả lam xích lẫn máy luôn các bác nhá. Đầy đủ hết. Rồi, test nổ luôn cho các bác xem qua tiếng máy. Con này thì tích hợp luôn là nắp xăng cài, nắp nhớt cài, giống như kiểu hệ máy cưa xích 381, có 382 bây giờ. Dạ rồi, tiếp đến là con Q2, một con cưa xích hút mặt nạ. Tình trạng máy móc thì cực kỳ xuất sắc luôn các bác nhá. Như con này thì không chê điểm gì nữa rồi. Đo luôn cây lam cho các bác xem. Con này em nghĩ là cây lam của nó thì chắc cũng là 40 phân đấy ạ. Đây, làm 40 các bác nhá. Mặt cắt được 35 phân. Cân nặng, cân luôn cho các bác xem. Đó, con này tất cả lam cả xích của nó rơi vào tầm khoảng 5,5 kg các bác nhá. 5,5 kg là cả lam xích lẫn máy móc nguyên zin. Test nổ luôn cho các bác xem qua. Đó. Gang ti của nó thì nó hơi bé, thì tí nữa em sẽ chỉnh gang ti nó sẽ to lên nhá. À, để em sẽ lấy luôn một hiện tại thì chỉnh gang ti lên một tí xíu.
móc thì căn chỉnh với dọn đầu ngon lành hết rồi các bác nhá. Rồi qua con Q3 các bác nhá. Con biết không biết con này là lam của nó là bao nhiêu đây. Ồ, lam con này là 45 phân các bác nhá. Mặt cắt được 40 phân. Đó. Báo cáo cho các bác luôn. Cân nặng của nó đây. Rồi con này là cả lam xích của nó là 6kg các bác nhá. 6kg. Máy móc thì cực kỳ xuất sắc, hàng đẹp luôn rồi. Của hệ Estin nổ thì cực kỳ lực luôn rồi các bác nhá. Tại vì vòng tua của hệ Estin lúc nào nó cũng sẽ thoáng máy các bác nhá. Nó sẽ không có bị ì như mấy cái dòng hệ khác. Đó, 42cc thì dòng nổ nó thì quá là ok và xuất sắc luôn rồi. Dạ rồi, qua con Q4 các bác nhá. Đo luôn cây lam. Lam này của nó là 40 phân, mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Cần nặng. Họ cần nặng cả lam xích là khoảng 6kg, 6kg hơn một tí xíu. Chết nộp luôn cho các bác, con này thì có luôn xả áp các bác nha. À quên, có luôn đúng bước sang phụ. Đó, e gió thì tự động. Bóp vào tự nảy về. Có tích hợp luôn chủ giật trợ lực các bác nha. Đó. Máy nổ cực kỳ êm luôn. Cho các bác một cây lam Latin rồi. Một cây lam Latin xịn, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, giá hiện tại con này thì 3 triệu 6 em miễn phí ship luôn các bác nhá. Các bác nào mà đang cần tìm hệ này thì có thể theo tham khảo thử rồi liên hệ qua cho em để đặt hàng. Rồi, tiếp đến là con Q5. Q5. Đây, con này thì có luôn thông số ở trên này luôn rồi các bác nhá. Đó, mặt cắt của nó là 35 cm và nguyên cây lam là 40 cm các bác nhá. Riêng cái phần này thì các bác phải trừ đi 5cm rồi. Đó, riêng cái phần này thì các bác máy nào cũng thế, các bác trừ đi 5cm phần chân lam. Đó, còn lại mặt cắt thì ví dụ cây lam của nó là 40cm thì các bác trừ đi 5cm là mặt cắt của nó là 35cm các bác nhá. Đó. Con này là cả lam xích lẫn máy móc thì rơi vào tầm khoảng 4,5kg các bác nhá, 4,5kg. Đó, hệ Estin 193C. Có tích hợp luôn chủ giật trợ lực, còn đúng bương sang phụ luôn, máy móc thì cực kỳ đẹp. 3.200.000 các bác nhá. Máy móc thì căn chỉnh dọn đầu ngon lành hết rồi, cực kỳ xuất sắc luôn. Con này siêu tầm cũng cực kỳ chất lượng các bác nhá. Này, nắp của nó là nắp xăng cài luôn các bác nhá. Quá là xuất sắc. Dạ vâng, tiếp đến là con Q6 Estin 028AV Super các bác nhé. Giá 6,5 triệu, con này thì khai thác quá là hợp lý rồi. Công suất của nó thì cực kỳ to, 52cc lận các bác nhé. Theo máy của nó là lam 50 phân các bác nhé. Mặt cắt của nó là được 45 phân. Đó, các bác nào mà đang cần tìm cho mình hệ cơ khai thác thì tham khảo thử con này, cực kỳ hợp lý luôn các bác nhé. Rồi, sau đây thì em sẽ cho các bác nghe tiếng máy nổ của nó. Nổ thì cực kỳ lực lưỡng luôn này. Đó, máy móc xong các bác nghe tiếng nổ của nó xem nó có phê không ạ. Đó, giá 6,5 triệu em miễn phí ship các bác nhá. 52cc AV Super. Đời nâng cấp của dòng 028 AV Super là đời cực kỳ khỏe luôn này. Dạ vâng, con Q7 các bác nhá. 024. Con này thì công suất 42cc, tiếng nổ của nó thì siêu cực kỳ khỏe luôn. Con này thì đây, như vừa video vừa nói em có nói, nó bị nứt một tí xíu ở đây do kiểu hàng bãi nhập về thế nào bị nứt thì em đã cho gắn lại, hàn lại các bác nhá. Nên là riêng cái phần vỏ này thì cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Gắn lại này, cửa hàng chúng em gắn lại thì không bao giờ có cái chuyện mà đất gãy lần thứ hai đâu ạ. Cực kỳ chắc chắn. Các bác nào mà đang không có nhu cầu mà về ngoại hình
thì con này thì lựa chọn con này thì giá cả phải chăng các bác nhá. Giá 5 triệu đồng. Đây, em đo luôn cho các bác xem. Làm con này là 45 phân mặt cắt 40 phân các bác nhá. Làm 45 phân mặt cắt 40 phân. Cân nặng của nó đây. Riêng con này là cân nặng 6 kg các bác nhá, cả làm xích. Vừa nãy con 028 hình như là em có quên chưa cân. Cần con 028 con Q6 lại cho các bác xem nhá. Riêng con 028 AV Super là cân nặng của nó là hơn 7 kg lận cả làm xích các bác nhá. Hơn 7 kg cả làm xích. Còn con 024 là cân nặng của nó là 6 kg cả làm xích. Test nổ luôn con 024 cho các bác xem qua. Dọn nổ căn chỉnh ngon lành hết từ A tới Z. Đó. Dạ vâng, con Q9 cơ xích Echo Kelrit V3200. Đó. Làm con này vừa nãy em đo rồi. Làm con này thì nó hơi ngắn các bác nhá. Riêng cây lam của nó là 35 cm, mặt cắt của nó thì được có 30 thôi. Nhưng mà nếu mà các bác nào mà muốn nhu cầu mà lam dài hơn thì phụ cho em thêm một tí xíu tiền nữa thì em sẽ lên luôn cây lam dài hơn cho các bác nhá. Lên lam lên xích luôn. Đó. Còn riêng con này ấy, lúc mà em nhập về á, riêng con này xăng của nó là còn yên trong bình, xăng của nó là xăng Nhật còn nguyên các bác nhá, xăng xăng này. Đó. Test nổ luôn cho các bác xem qua, hàng tuyển lựa về không cần phải dọn, giật cái là nổ ngay. Giá 2,8 triệu các bác nhá, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Đó. Cân nặng của con này. Cân nặng nó là cả làm xích là 4,5 kg các bác nhá. 4. Dạ vâng, qua con Q10 các bác nhá. Đó. Rồi, làm con này là 3 đầu để em xem căn lại xem nào. Rồi, làm của nó là 40 phân mặt cắt được 35 phân các bác nhá. Em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới luôn rồi. Đó, máy móc thì hai ốc lam nguyên zin nguyên bản, công suất 35cc, cân nặng của nó đây 5 kg cả lam xích luôn các bác nhá, 5 kg cả lam xích. Đó, giá 2,9 triệu. Căn chỉnh dọn đồ ngon lành hết rồi các bác nhé. Có núm bơm xăng phụ cho các bác luôn. Máy móc nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, tích hợp luôn chụp giật trợ lực lò xo, cực kỳ giật nhẹ nhàng luôn. Rồi qua con một con cưa giá rẻ Q11 các bác nhé, hiệu Echo Kelrit luôn. Con này thì cho các bác nào mà nhu cầu muốn sử dụng gia đình cắt ít thì có thể lựa chọn một con này, giá thì cực kỳ yêu thương hấp dẫn luôn rồi. Con này lam của nó là 35 phân, mặt cắt của nó là 30 phân các bác nhé. Đó, cân nặng của con này cả lam xích và khoảng gần 5 kg. Đó. Đây là tính theo cân nặng của cả lam xích hết rồi các bác nhá. Test nổ luôn. Đó, như con này về cho các phụ nữ ở gia đình mình xài thì cũng có thể cực kỳ được luôn các bác nhá. Đó. Rất là nhẹ nhàng, giật nổ rất là ngon lành luôn các bác nhá. Rồi kế đến là con Q12, hiệu cũng Echo các bác nhá. Con này là hiệu Echo Grand GC35A. Đó, con này thì công suất của nó là 35cc. Vòng tua của nó cực kỳ khỏe luôn. Đó. Làm 40 phân các bác nhá, mặt cắt được 35 phân. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng cưa xích gia đình, con này tích hợp luôn chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Đó, con đu bơm xăng phụ e gió tự động. Đó, Q12 giá 2,8 triệu, cân nặng của con này
5kg các bác nhá, là cả làm xích lẫn máy móc. Đó. Dạ rồi, thì cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con Q13 cũng hiệu Echo cơ gia đình. Con này của nó lam của nó là cả cây lam là 40 phân, mặt cắt được 35 phân tiếp các bác nhá. Đó, hệ cơ xích Ryobi tích hợp luôn chụp giật trợ lực. Con này thì có chống rung luôn, chống rung tự động của con nhún lò xo này. Đó. E gió tự động này, có núm mưa xăng phụ luôn. Bô tích hợp bô giảm thanh các bác nhá. Cân nặng của con này xem nào. Máy 34cc, cả lam xích của nó thì khoảng 4,5kg các bác nhá. Đó. Máy móc cực kỳ đẹp luôn này. Quá là ok. Test nổ cho bác này, chụp giật trợ lực kéo rất là nhẹ nhàng. Con này thì giá của nó là 2,5 triệu các bác nhá. Hiệu Ryobi cửa xích gia đình 34cc, dòng Nhật nội địa, chuẩn Nhật nội địa cho các bác sử dụng luôn. Đó, vâng, và tổng cộng vừa rồi là lô 13 cây em cũng đã test nổ cũng như là giới thiệu chi tiết làm xích này, cân nặng cho các bác xem qua. Các bác nào mà đã ưng ý cho mình được những con sản phẩm nào rồi thì liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Zalo của em thì cũng xài số đó luôn để đặt hàng cũng như là để tham khảo thêm các bác nhá. Đó, vừa rồi là tổng cộng gồm 13 cây, 13 cây đẹp, cây nào cũng cực kỳ xuất sắc luôn. Đó, nên là các bác nào đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về máy cưa xích thì liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.